Rồi bây giờ tôi tiếp tục di chuyển xuống nè. Đây. Ngay tại cái chỗ này chúng ta xem ha. Test area. Test area thì sao? Test area. Rồi, có constructor cũng value. Rồi cũng handle change, handle submit. Khi mà change thì cũng set lại cái state. Khi mà submit, test area thì các bạn thấy nó cũng hoàn toàn tương tự thôi, không có gì hết. Như vậy tiếp tục, đây cái select. Cái select nè, thì chúng ta sẽ áp dụng cho cái select chọn khóa học ở đây. Rồi select có option. Chúng ta xem lại select của chúng ta. Đây select. Rồi có những cái option. Ok. À tôi thử bổ sung thêm một số option nữa cho nó phong phú lên. Ví dụ như tôi có option về not.js tương đương với khóa học là not.js. Tiếp tục tôi copy. À tôi có value là PHP. Rồi khóa học là PHP. Lưu lại. Như vậy thì cấu trúc select của chúng ta cũng tương tự với cái thằng ở đây rồi. À tiếp tục chúng ta đọc. Rồi nó cũng thiết lập một cái state nè. State. À là cái giá trị mặc định ở đây nè các bạn thấy. Đó. Như vậy thì tôi cũng thiết lập một cái giá trị cho cái thằng select này. Và select này chúng ta đặt tên cho nó. Ví dụ như là khóa học name bằng code chẳng hạn. Rồi ở phía trên tôi cũng có đây. Khóa học. À khóa học mặc định lúc này chúng ta sẽ khởi tạo nó, ví dụ như là BSB. Sau đó thì sao? Sau đó đây cũng handle change, cũng handle submit và cũng tương tự như khi nãy. Khi mà change thì cũng gọi đến event.target.value y như hồi nãy luôn, không có gì khác hết. Đây, select thì có value. Đây, tôi copy cái thằng này ha. Tôi sẽ đặt lại vào thằng select của chúng ta. Tôi bắt vào. Như vậy lúc này là gì? Did.stay và .code khóa học. Và khi nó thay đổi cũng gọi đến handle change. Rồi tôi quay lại đây. À chúng ta tiếp tục di chuyển xuống. Như vậy trong trường hợp này á, cái handle change này được gọi ở thằng input và được gọi ở thằng select. Như vậy ở phía trên nè, ở đây thì chúng ta thấy nó set tay chỉ cho thằng full name mà thôi. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể set tay luôn cho cái thằng select? Thì lúc này ở phía dưới nó có nói nè, multi input. À chúng ta xem cách xử lý multi input của nó ha. Đây ego in. Rồi number. Input change cũng là did. Đây ngay cái chỗ này là phần xử lý của nó. Tôi sẽ copy. Tôi copy phần xử lý này. Ở đây thì các bạn thấy cái form của nó lúc này vừa có input nè. Rồi ở phía dưới là có thêm một cái thằng input nữa nè. Hai cái thằng input này hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên cũng cùng gọi đến cái thằng là handle input change. À như vậy nó cũng tương tự thôi. Tôi copy cấu trúc này và tôi đem vào đây. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho nó phù hợp với mã nguồn của chúng ta. Các bạn xem ha. Target. Target ở đây á có thể là input, cũng có thể là select. Đây, nó có thể là input. Hoặc là nó cũng có thể là cái thằng select box. Sau đó ở phía dưới này nó kiểm tra. À, nó kiểm tra cái gì? Nó kiểm tra type của thằng này. À, có phải là checkbox hay không? À, hiện tại thì chúng ta đâu có cái thằng checkbox gì đâu. À, nội dung này chúng ta đóng nó lại ha. Chúng ta chỉ cần copy và đem xuống phía dưới. Ở đây sẽ là value. Và value thì chính bằng gì? À, target.value là xong. Đây các bạn thấy khi nãy thay vì chúng ta ghi là event.target.value ngay cái chỗ này, thì lúc này tôi đã đặt một cái thằng tên là target rồi. Thì lúc này chỉ cần là target.value là xong. Tiếp tục nó đặt một cái tên là name, target.name. Sau đó nó mới set cái state. À, dựa vào cái thằng name và lấy cái value. À, sau đó tôi in ra luôn. Đây tôi in ra did. À, chúng ta sẽ in ra cái thằng state. Rồi chúng ta xem lại ha, chúng ta có cái gì. Đây. Rồi tôi chọn vào. À, tôi nhập full name. Ở đây tôi để là ABC. Khóa học tôi để là not.js. Đó, mỗi lần chúng ta thay đổi nè, các bạn thấy full name là ABC nè. Khóa học ở đây là PSB. Rồi chúng ta có một cái giá trị rỗng. Tại sao chúng ta có một giá trị rỗng như thế này? Bởi vì á, đối với cái thằng input này nè, chúng ta chưa đặt name cho nó. Rõ ràng các bạn thấy đâu có thuộc tính name đâu. À lúc này chúng ta phải đặt name cho nó. Ví dụ như name, à chúng ta sẽ đặt cho nó trùng với cái thằng state luôn. Đây, chúng ta sẽ đặt là full name. Input này sẽ có giá trị là full name. Rồi kiểm tra lại. Tôi nhập giá trị.
Đó, cứ mỗi lần on-chain thì chúng ta in ra được giá trị này. Rồi khoa học là BSB, chính xác. Tôi thay đổi thành Node.js. Thì ở đây chúng ta chưa thay đổi được. Rõ ràng ở đây tôi chọn là Node.js rồi, tuy nhiên ở đây nó chưa thay đổi thành Node.js cho chúng ta. Chúng ta kiểm tra lại ha. Ngay cái chỗ này tôi có full name và code. Ở phía dưới chúng ta xem lại có phải là full name và code hay không. Value name cũng là code. On-chain cũng là handle-chain, cũng là cái thằng này. Sau đó chúng ta sẽ đọc lại ngay chỗ này một tí. Disable gì đó tôi xóa đi. Rồi ngay cái chỗ này chúng ta set cái state. Cái state thì tùy thuộc vào cái name truyền vào. Rồi sau đó thì chúng ta mới in lại cái state. Như vậy thì tại sao chúng ta chưa lấy được? Tôi kiểm tra lại. Clear tất cả nội dung này. Tôi chọn thử khóa học React. Vẫn là BSB. Tôi chọn Node.js. Đây, nó thay đổi thành React rồi nè. Tôi chọn Angular. Rồi cái chỗ này có thể là phần name của chúng ta đặt sai. Angular React thì value của nó là React. Node.js value là Node.js, chính xác. BSB thì value là BSB, cũng chính xác rồi. Như vậy tôi không in ở đây nữa. Tôi in ngay cái chỗ thằng là handle submit. Tôi in ra ở đây. Rồi chúng ta kiểm tra lại. Full name ABC. Khóa học React. Tôi nhấn submit. Đây các bạn thấy full name là ABC, khóa học là React, hoàn toàn chính xác. Tôi chọn khóa học Node.js. Tôi in ra. Đó, các bạn thấy chúng ta đã in ra đúng cái giá trị mà chúng ta đã chọn ở cái form.